Nghệ sĩ Kim Tiểu Long liên tục nằm mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ và bật mí nhiều điều lạ kỳ. Chỉ sau 2 ngày kết thúc tang lễ của cố nghệ sĩ Anh Vũ, nghệ sĩ Kim Tiểu Long vừa chia sẻ chuyện nằm mơ thấy đàn anh nhiều lần. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Kim Tiểu Long vừa chia sẻ dòng trạng thái gây hoang mang khi liên tục nằm mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ. Anh viết: "Về ăn bún mắm anh Vũ ơi, đêm hôm qua về thăm em nữa chàng ơi, kiểu này mất ngủ với anh linh quá em hơi sợ rồi đó." Nghệ sĩ Kim Tiểu Long liên tục nằm mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ. Phía dưới phần bình luận khi được bạn bè hỏi về giấc mơ, nghệ sĩ Kim Tiểu Long còn cho biết anh đã nằm mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ 2 lần. Trong giấc mơ hai anh em tâm sự rất nhiều, thậm chí cố nghệ sĩ Anh Vũ còn bảo với Kim Tiểu Long khi ăn nhớ gọi mình về ăn chung và hứa sẽ phù hộ cho đàn em. Anh còn bật mí nhiều điều kỳ lạ trong giấc mơ. Việc nghệ sĩ thân thiết nằm mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ không phải lần đầu. Trước nghệ sĩ Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Nhân Hồng Vân và diễn viên Minh Luân cũng đã chập chờn mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ về báo mộng.